Tập 14. Cô nương nếu như không giận chính là xem thường ta. Mong bạch cô nương giận cho. Toàn thể đại lương, chỉ có chúng tôi, những người đi theo bạch cô nương trận đánh Kham Bố, mới biết được kế hoạch chiến tranh nhằm tiêu diệt Lương quốc được bạch cô nương thần cơ diệu toán phá giải như thế nào. Cũng chỉ có chúng tôi mới có thể biết được sự kinh đảm trong đó. Tấm áo choàng này có máu của chúng tôi, cùng các anh em đã hy sinh, còn có sự kính trọng và ngưỡng mộ của chúng tôi đối với bạch cô nương. Xin bạch cô nương nhận lấy. Các vị, các vị thế này, xin đình làm sao gánh vác nổi đây? Đây không chỉ là tín vật, mà còn là lời thề đồng sinh cộng tử của chúng tôi với bạch cô nương. Bạch cô nương, bạch cô nương, bạch cô nương nhận lấy cho. Nhận đi, nhận đi, nhận lấy đi, đúng vậy. Bạch cô nương, nhận lấy đi, bạch cô nương. Tâm ý của các vị, xin đình xin nhận. Trận Kham Bố, xin đình mãi mãi không quên. Đại ân của bạch cô nương, chúng tôi suốt đời không quên. Hy vọng sau này chúng ta sẽ không còn phải gặp nhau nơi chiến trường nữa. Chúng tôi cũng mong được như bạch cô nương nói. Chiến sự kết thúc rồi, đại dương có lệnh mời cô nương lập tức quay về thành Cô Tàng nhận phong thưởng. Đúng rồi, bạch cô nương có thể đem binh phù trả lại cho ta không? Nên như vậy. Giao vật này cho ngươi, ta liền cảm thấy tự do, cả người nhẹ nhõm đi rất nhiều. Từ thành Kiện Khang đến thành Kham Bố mất khoảng 5 ngày. Cũng có nghĩa là hoàng đế Đại Tấn chắc đã hôn mê được 5-6 ngày rồi. Hôn mê? Sao vậy? Nhưng chúng tôi trước giờ chưa từng nghe nói Tấn Dương bị hôn mê. Quân Tấn rút lui không phải vì hoàng đế Tấn hôn mê dẫn đến đô thành đại loạn sao? Đô thành đại loạn không phải tại vì Tư Mã Hoàng hôn mê, mà là vì hai vị hoàng tử chưa đầy 10 tuổi cùng lúc bị hạ độc giết chết. Nhưng lời cô nương nói cũng không phải không có lý. Bây giờ tất cả những người có thể thừa kế được ngôi vị trong Dương tộc đều đang trục trịch manh động. Tư Mã Hoàng chắc là đã thức ngất đi rồi mới đúng. Đúng vậy, đúng vậy. Cô nương liệu sự như thần. Ta có một phương thuốc có thể làm người khác hôn mê 10 ngày không tỉnh. Cho dù có dùng cách gì cũng không điều tra ra được. Khẩn xin bệ hạ sai người tức tốc phi ngựa đến Tấn Cung. Xin định sẽ không hại người, cũng sẽ không hại bất cứ người thân nào của người. Bạch cô nương thật lợi hại. Đúng vậy. Bạch cô nương, bạch cô nương. Xính Đình, Xính Đình. Ngụy tướng quân, mau đi mời đại phu. Rõ. Xính Đình, Xính Đình, muội mau tỉnh lại đi. Xính Đình, Xính Đình, Xính Đình, muội mau tỉnh lại đi. Xính Đình, Xính Đình, Xính Đình, ta là Dương Phượng. Có nhận ra ta không? Dương Phượng. Xính Đình, ta ở đây. Ta ở bên cạnh muội. Dương Phượng, lúc đi vẫn còn bình thường mà, sao lúc về lại thành ra thế này? Là muội có lỗi với huynh ấy. Là muội có lỗi với huynh ấy. Xính Đình, thiếu gia.
Sao huynh lại ở đây? Dương Phượng, muội muốn nói chuyện riêng với thiếu gia một lát. Ngài ấy ở đây đợi muội mấy ngày rồi. Hai người cứ từ từ nói chuyện. Xính Đình, mới mấy ngày không gặp, muội xem muội đi, gầy đi rồi. Thiếu gia, thời gian này ở Đại Lương, chắc chắn đã gặp được hoàng đế Lương Quốc rồi. Vậy có nghĩa là gì? Ta phải sớm đoán được. Ngoài huynh ra, còn ai có thể biết rõ được phương thuốc đó? Muội tỉnh táo lại đi. Đúng là ta nên tỉnh táo lên. Đơn thuốc này là ta cùng huynh cùng nhau chế ra. Dù không có tác dụng mấy với người trưởng thành khỏe mạnh, nhưng có thể lấy mạng con nít. Sao huynh có thể? Mọi việc đều do hoàng đế Lương Quốc ra lệnh, không liên quan gì đến ta. Ta không có ép hoàng đế Lương Quốc hại chết hai đứa trẻ đó. Đúng vậy, huynh chỉ cần thuận miệng nói cho hoàng đế Lương Quốc biết công dụng của thuốc. Hai vị hoàng tử đó của Đại Tấn đã có thể mất mạng rồi. Hết cách rồi. Chuyện này cũng là bất đắc dĩ thôi. Đây là chuyện chiến tranh giữa hai nước. Tư Mã Hoằng hôn mê không đủ làm Tấn Quốc đại loạn, cùng lắm chỉ là rắn mất đầu thôi. Nhưng mà nếu là hai vị hoàng tử của Đại Tấn, chỉ cần hai vị hoàng tử chết đi, như vậy Đại Tấn mới đúng là khí số đã tận. Thời gian không còn nhiều. Âm mưu của thiếu gia e rằng không chỉ như vậy. Nếu như lập ra một âm mưu, chỉ để thực hiện một mục đích, thì còn được gọi là âm mưu sao? Mục đích chính của ta là vì Sở Bắc Tiệp, gián tiếp dẫn đến cái chết của hai vị hoàng tử con của Tư Mã Hoằng. Cho dù Sở Bắc Tiệp ở Đại Tấn có lập được bao nhiêu công lao cũng vô dụng. Lỗi làm này đủ để dồn hắn vào chỗ chết. Muốn nói xem Tư Mã Hoằng sẽ xử hắn ra sao. Sở Bắc Tiệp còn có thể sống được bao lâu? Xính Đình, không phải muội đã phản bội ta sao? Không phải muội tình nguyện đi cùng Sở Bắc Tiệp sao? Không phải muội nguyện cùng với Sở Bắc Tiệp chàng chàng thiếp thiếp sao? Thiếu gia tính kế thật chu toàn, khiến tất cả mọi người đều rơi vào cái bẫy của ngài. Phụ kính An Dương có ân với ta. Lần sau, Xính Đình xin nhận tội thay thiếu gia, xin nhận lấy mọi hậu quả. Nhưng đây là lần cuối cùng Xính Đình làm việc cho Kính An Tiểu Dương gia. Từ giờ trở đi, Xính Đình và Tiểu Dương gia cùng với phụ Kính An Dương không còn dính líu gì hết. Xin thiếu gia tự bảo trọng. Trước phần mộ của cha mẹ ta đã nói, muội và ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Ở đây là Đại Lương, thiếu gia nán lại ở đây lâu không tiện. Xính Đình lại đang bị thương, không thể tiếp đãi huynh. Mong Tiểu Dương gia sớm quay về. Muội biết điều như vậy, Xính Đình, thực ra ta nên giết muội đi. Nếu như thiếu gia muốn giết Xính Đình để bảo vệ tính mạng của mình, vậy thì bây giờ hãy ra tay đi. Không,
ta sẽ không giết muội, ta tuyệt đối sẽ không động đến muội. Ta phải khiến cho muội mở to mắt lên xem hai vị hoàng tử của Đại Tấn, Chi Cát Đàn và Sở Bắc Tiệp. Ta muốn xem thử muội và Sở Bắc Tiệp sao có thể tin tưởng lẫn nhau đây. Hắn ta còn có thể tìm muội không? Trên đời này chỉ cần có một người tin Xính Đình, Xính Đình có chết cũng không tiếc. Hay cho câu có chết cũng không tiếc. Vậy chúng ta thử chờ xem. Từ từ dưỡng thương, ngày tháng còn dài. Thiếu gia, thiếu gia, Xính Đình tỷ tỷ đâu? Câm miệng. Thiếu gia, sao vậy? Rốt cuộc tỷ ấy đã làm sai điều gì? Tại sao ngài lại không tha thứ cho tỷ ấy? Thiếu gia, Xính Đình, sao muội lại thu dọn đồ đạc vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Muội phải đi rồi. Đang yên đang lành muội muốn đi đâu? Muội còn đang bị thương nữa. Dương Phượng, muội muốn về nhà. Muội muốn về nhà. Tiểu Dương gia đã nói gì với muội? Tại sao muội lại không về với ngài ấy? Sau này muội không còn là người của phủ Kính An Dương. Sau này tỷ và Tắc Doãn, nếu như bắt gặp Hà Diệp, phải cẩn thận hơn mới được. Quân ấy đã không còn là quân ấy của trước kia rồi. Sau này quân ấy nhất định sẽ gây ra họa, một trận gió thanh mưa máu. Được rồi, tỷ cũng không cần lo lắng như vậy đâu. Sau này tỷ phải chăm sóc tốt cho bản thân, chăm sóc đứa con trong bụng. Bây giờ chiến sự đã gần kết thúc rồi, tỷ và thượng tướng quân có thể sống những ngày tháng vui vẻ rồi. Muội nói với ta những điều này rốt cuộc là có ý gì? Chẳng phải muội muốn sống ở đây mãi mãi không rời xa ta sao? Dương Phượng ngốc, tỷ nên vui mừng cho ta mới đúng. Tỷ đã tìm được Tắc Doãn của tỷ. Ta cũng đã tìm được người muội yêu thương. Bây giờ muội muốn đi gặp huynh ấy. Hai vị hoàng tử vì Xính Đình mà vô cớ bị hại, Xính Đình hổ thẹn hết đời. Tội nghiệp kiếp này không cách nào chuộc nổi, kiếp sau nhất định đền tội. Xính Đình hôm nay xin được ở đây bái tế, khẩn mong hai vị hoàng tử với hoàng tuyền ra đi thanh thản. Phim được thuyết minh bởi Aramat Washi TV Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ.
ra đi đi. Ám sát phụ nữ với con nít là chuyện duy nhất các người có thể làm được sao? Bạch cô nương, chúng tôi chỉ là phụng mệnh hành sự. Nhưng hôm nay xính đình, dù có mang theo thuốc trên người cũng tuyệt đối không thể để các vị phục mệnh trở về. Ai đó? Ai phái các người đến? Nói. Thượng tướng quân, đừng sợ. Hôm nay ta không muốn giết người. Quay về bẩm báo với chủ nhân của ngươi. Muốn giết ta thì tự mình đến đi. Đi đi. Bạch cô nương, tại hạ là tướng lĩnh quân lương, không có dương lệnh, không được tự ý phái quân ra ngoài biên giới, cho nên hôm nay đã không thể đi cùng với cô nương, hại cô nương gặp phải nguy hiểm. Nhưng những người đến hôm nay đều là những huynh đệ đã đồng sinh cộng tử với cô nương ở thành Khambo. Lần này chúng tôi đến chỉ vì tình bạn, chỉ vì chuyện riêng, làm chuyện nên làm. Các anh em, chúng ta hộ tống Bạch cô nương đến Đại Tấn, giúp đỡ Bạch cô nương. Được. Cảm tạ thượng tướng quân. Bạch cô nương khách khí rồi. Nương nương, nương nương, thổ huyết rồi. Nương nương, nương nương, thổ huyết rồi, sao lại vậy? Tránh ra, Lang Băm, chữa trị kiểu gì vậy? Bệ hạ tha mạng. Hoàng hậu, nàng thấy thế nào rồi? Bệ hạ, bệnh của thần thiếp vốn dĩ không có thuốc nào trị khỏi. Không phải thái y thuật không tinh thông. Bệ hạ, đừng giết người vô tội. Hoàng hậu, nàng đừng quá lo. Nàng chỉ là suy nhược quá mức mới bệnh ra thế này. Cứ yên tâm chữa trị, nhất thời sẽ khỏi. Nàng yên tâm, hậu cung lớn như vậy, quý phi đã sai người đi điều tra. Quả nhân có lần tung ba tức đất, cũng phải tìm cho ra hung thủ. Tuyệt đối không để hai hoàng di chết oan được. Báo. Quý phi nương nương mời bệ hạ nhanh chóng đến Thiên Lao. Nói đã bắt được hung thủ rồi. Cẩn thận bậc thang. Bệ hạ, bệ hạ, thần thiếp tham kiến bệ hạ. Cái tên ám hại tiểu hoàng tử đã bắt được rồi. Thần thiếp không dám tự mình làm chủ, nên đặc biệt mời bệ hạ đến xét xử. Bệ hạ,
chính là hắn ta sao? Hồi bẩm bệ hạ, chính là người này. Hắn là thái giám phụ trách việc ăn uống trong cung của tiểu hoàng tử. Bắt được hắn trong giếng cạn của hậu hoa viên, lúc đầu hắn cứng miệng không chịu thừa nhận là thần thiếp sai người tra hỏi, hắn mới chịu nhận tội. Hắn thừa nhận là hắn đã hạ độc. Nói, là ai đưa thuốc độc cho ngươi? Nói mau. Chắc ngươi cũng biết. Nếu như nói láo, hậu quả sẽ như thế nào? Người nhà của ngươi chắc là vẫn đang còn ở đô thành. Chuyện được chim quên đá, bổn cung gặp nhiều rồi. Chủ nhân của ngươi chưa chắc đã quan tâm chuyện sống chết của nhà ngươi đâu. Bạch Xính Đình là Bạch Xính Đình. Cô ta là chủ soái của quân lương. Thuốc là do cô ta đưa. Tránh ra. Bệ hạ, không còn sớm nữa, ngài nghỉ ngơi sớm đi. Trước khi ngủ, mời bệ hạ dùng thuốc. Quả nhân đến giờ vẫn còn nhớ rất rõ hình ảnh lúc mới ra đời của hai vị hoàng tử. Tai thường nghe thấy tiếng chúng nó gọi phụ hoàng. Sao bây giờ lại âm dương cách biệt, không thể gặp lại nữa? Quả nhân từ trước giờ chưa từng nghĩ có một ngày người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Mặc dù có được thiên hạ, nhưng lại không bảo vệ được người thân yêu nhất. Sống lâu hơn nữa thì có ý nghĩa gì đây? Bệ hạ, ngài đang ở độ tuổi cường tráng, không cần đau lòng như vậy. Sau này vẫn có thể có con lại mà. Còn có thể có con sao? Nhưng có con với hoàng hậu là điều không thể rồi. Lúc này ta nên ở bên cạnh an ủi nàng ấy, nhưng quả nhân vừa nhìn thấy nàng ấy liền sẽ nhớ đến hai hoàng nhi vô tội chết thảm. Lúc chúng đó còn sống, trẫm không hề quan tâm yêu thương chúng đó. Đến hôm nay có tư cách gì mà đối mặt với nàng ấy, an ủi nàng ấy? Bệ hạ, người yên tâm, phía hoàng hậu giao cho thần thiếp chăm sóc. Còn người, người là vua của Đại Tấn, vẫn nên giữ gìn long thể. Không phải người không chăm sóc cho hoàng tử, mà là Bạch Xính Đình quá độc ác. Không ai có thể ngờ cô ta lại ra tay với hai đứa trẻ. Bạch Xính Đình, theo thần thiếp thấy, chuyện này không hề đơn giản như vậy.
Bệ hạ, chúng ta không thể để hai vị hoàng tử chết oan được. Bạch Xính Đình, cô ta là người của Đại Yên, sao lại đến Lương quốc làm chủ soái? Rốt cuộc là có âm mưu gì? Vậy nàng nghĩ như thế nào? Thần thiếp không dám nói. Cứ nói, quả nhân miễn tội cho nàng. E là liên quan đến Trấn Bắc Dương. Thần thiếp nghe nói, ở trận Kham Bố, hắn... Đối diện với thành trống, chiến thắng nằm chắc trong tay. Không ngờ hắn vì Bạch Xính Đình mà cho lưu quân 30 dặm, cam tâm chịu lép vế. Được, cho truyền cha nàng vào cung. Quả nhân có việc cần giao phó. Rõ. Sau trận này, nguyên khí của Tấn Lương bị tổn thương nặng. Ngài Bạch Lang tái xuất trong tư thế hô quán thiên hạ năm đó, không còn xa nữa. Tướng quân, Bạch Xính Đình được người khác cứu, người của chúng ta đều chết hết rồi. Thế sao ngươi còn sống? Là Bạch cô nương muốn thần chuyển lời đến tướng quân, nói là nếu muốn giết cô ta thì tướng quân tự thân mà giết. Tình phế vật nhà ngươi, đem phong thư này tức tốc phi ngựa gửi đến cho công chúa, không được để xảy ra sai sót. Rõ. Dương gia, trong cung truyền ra tin tức đã bắt được hung thủ giết chết tiểu hoàng tử, là một tiểu thái giám trong cung. Chỉ là... Tiểu thái giám? Chỉ là cái gì? Theo lời thẩm vấn, tiểu thái giám trước khi chết đã khai ra chủ mưu sau cùng, ép hắn ta làm như vậy là chủ soái Lương quốc trong cuộc chiến Tấn Lương, Bạch Xính Đình. Cái gì? Trấn Bắc Dương tiếp chỉ. Phượng Thiên thừa giận, hoàng đế chiếu giết. Đô thành đang chịu tan hai vị hoàng tử, e là tội khí khó giải. Binh sĩ diễn chinh không tiện vào thành. Tất cả binh mã ở đâu ở yên tại chỗ, giao cho Phú Lan Dương cai quản. Khâm thử. Thần Sở Bắc Điệp tiếp chỉ. Trấn Bắc Dương cuối cùng đã quay về rồi. Bệ hạ lệnh cho lão thần phải đích thân đến đón Dương gia vào thành. Đợi lát nữa gặp được bệ hạ, nhất định phải khuyên bệ hạ đừng quá đau lòng mà hại sức khỏe. Đa tạ thượng thư đại nhân nhắc nhở. Mời Dương gia. Dương gia, Mạc Diên Nguyện cùng Dương gia vào thành. Tướng lĩnh thân cận cũng không cần phải đợi ở đây, có thể cùng với Trấn Bắc Dương nhập cung. Bệ hạ muốn đích thân ban thưởng. Thượng thư đại nhân, có thể hỏi người một chuyện được không? Dương gia xin cứ hỏi, tại hạ sẽ trả lời hết. Người có tin cái chết của hai vị hoàng tử có liên quan đến ta không?
Chuyện này vậy trấn Bắc Dương phủ có phải đã bị niêm phong rồi không? Ngươi, Trương Thượng Thư, đây là ý của bệ hạ. Sợ bắt tiệp, ngươi nghĩ giết được hai vị hoàng tử, bệ hạ không có người nói dối. Dương vị của Đại Tấn đến lượt ngươi ngồi lên sau. Ngươi đúng là điên cuồng, nay còn đến mức suy tâm vọng tưởng nữa. Bệ hạ anh binh, âm mưu hạ độc của ngươi và con yêu nữ kia, bổn quan nói thật cho ngươi biết, trấn Bắc Dương phủ buộc phải bị niêm phong. Hơn nữa, bạn bè của ngươi ở Đô Thành đã bị bệ hạ bắt sạch rồi. Nếu không phải niệm tình xưa định lừa ngươi vào cung chịu phạt, thì sao ta lại hết lần này đến lần khác bỏ lỡ cơ hội giết ngươi chứ? Câm miệng! Tấm lòng trung thành của Dương gia sao có thể để ngươi bó dỗ như vậy? Mạc Nhiên, hạ kiếm xuống. Dương gia, hạ xuống. Vì Dương gia, ta tạm thời tha mạng chó cho ngươi. Các ngươi thế này là muốn làm gì? Các ngươi, ta nói cho các ngươi biết, các ngươi đều có tên trong danh sách đáng ghi. Bệ hạ có lệnh, kẻ nào bao che phản tặc tạo phản sẽ bị tru di cửu tộc. Bọn họ chẳng qua chỉ là binh lính thường, mọi âm mưu mưu kế trong cung không hề liên quan đến bọn họ. Thượng thư đại nhân không cần phải uy hiếp bọn họ. Ta Sở Bắc Tiệp hôm nay sẽ không tạo phản. Hôm nay ta sẽ đương thương độc mã, một người một ngựa theo ngài vào thành diện kiến bệ hạ. Dương gia, tuyệt đối không được. Dương gia, Mạc Diên nguyện theo Dương gia nhập cung, xin bệ hạ làm rõ mọi việc. Mạc tướng nguyện theo Dương gia vào thành. Các người đều muốn tạo phản phải không? Hai vị hoàng tử là chủ quân tương lai của Đại Tấn, đến nay bị kẻ gian hãm hại chết yểu, sự việc trọng đại, e là dẫn đến kinh động trong triều. Còn chưa kể chuyện này còn ảnh hưởng bệ hạ, cho nên chuyện này nhất định phải điều tra rõ ràng chân tướng. Mọi người đừng quên, chúng ta ngày đêm nhanh chóng về kinh thành chính là ngăn không cho những kẻ mưu đồ bất chính lợi dụng chuyện này gây ra nội loạn cho Đại Tấn, không cho ngoại tộc có cơ hội xen vào. Nếu bây giờ có chứng cứ ám chỉ là do ta làm, ta bị tra hỏi cũng là chuyện bình thường. Mọi người yên tâm, bệ hạ là người anh binh, nhất định sẽ trả lại sự trong sạch cho ta, càng không để liên lụy đến những người khác. Dương gia, Mạc Nhiên nghe lệnh. Mạc Nhiên, nhận lệnh. Người đem binh trấn thủ ngoài thành, sẵn sàng chờ Dương lệnh, không được phép manh động. Các ngươi là quân binh của Đại Tấn, phải chiến đấu vì Đại Tấn và vì an nguy của bệ hạ, chứ không phải vì một mình ta Sở Bắc Tiệp. Bất luận nghe được tin tức gì, hành sự cũng không được làm trái nguyên tắc. Nếu không, tất cả những gì ngươi làm sẽ không phải là vì cứu ta, mà là dùng ta vào vạn kiếp không trở lại được. Mạc Nhiên đã nghe rõ chưa? Mạc Nhiên đã rõ. Thượng thư đại nhân, thị phi trắng đen, ân oán đúng sai, gặp bệ hạ rồi tự khắc sáng tỏ thôi. Đi thôi. Trấn Bắc Dương đúng là khảng khái,
10. Nghe danh Trương Quý Phi đã lâu, hôm nay được gặp đúng là danh bất hư truyền. Tiểu kính An Dương tuổi trẻ anh hùng, bổn cung ngưỡng mộ đã lâu. Tiểu Dương gia vừa giúp Hoàng đế Lương Quốc đánh lui quân Tấn ta, vừa được Bạch Lan công chúa trợ giúp, đúng là hổ mộc thêm cánh, được cả đôi bên, tiền đồ chắc rộng mở lắm. Quý Phi nương nương quá khen. Nhưng ở Đại Tấn vẫn là thượng thư đại nhân, thế lực lớn mạnh, cộng thêm có nương nương trong cung làm nội ứng, trong ngoài triều đình không gì là không được. Xem ra Tiểu Dương gia dù không phải là người Tấn, lại nắm rõ về Đại Tấn như ta vậy. Tiểu Dương gia quả nhiên là có tai mắt khắp nơi, lợi hại. Người lợi hại là Bạch Lan Diệu Thiên công chúa. Người kể cho ta tất cả những chuyện người làm ở Đại Tấn cho ta nghe. Trước kia người đến Đại Tấn thăm hỏi, trò chuyện với thượng thư đại nhân, đối với chuyện hợp tác, cứ nghĩ là mấy chuyện này sẽ chẳng thu được lợi ích gì, nhưng thật không ngờ rằng lại nhanh chóng xuất hiện kết quả như thế này. 10 vạn lượng hoàng kim, thật không ngờ có thể đổi được kết quả như vậy, vất vả cho Quý Phi nương nương rồi. Tiểu Dương gia khách khí rồi, chỉ là mỗi người cần mỗi thứ. Trong thâm cung này cô khổ lạnh lẽo, không có chút tình người nào, chỉ có Dương Quyền mới làm cho con người ta thấy ấm áp. 10 vạn lượng hoàng kim cha ta không để tâm đến đâu. Muốn Bạch Lan giúp gia tộc của ta đoạt được Dương Quyền mới là điều kiện trao đổi của bọn ta. Bây giờ chúng ta đều có chung kẻ địch. Nhưng chỉ sợ Quý Phi đương đương không nỡ ra tay trừ khử hắn ta thôi. Ngươi điều tra ta, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Hợp tác với Quý Phi đương đương, Hà Hiệp phải rất cẩn thận. Chỉ là nương nương, bây giờ chúng ta đã là người cùng một thuyền, người sẽ không trách tội ta đúng không? Ta sớm nghe nói Quý Phi nương nương với Sở Bắc Tiệp tình cảm sâu nặng, nếu không phải vì Tấn Dương và Hoàng hậu gây trở ngại, chắc chắn bây giờ người với Sở Bắc Tiệp đã là một đôi quyên ương song túc song phi rồi. Nương nương, ta thấy khi ta nhắc đến Sở Bắc Tiệp, người rất kích động. Trừ khi người niệm tình cũ mới không giết hắn ta. Thực ra nếu như muốn trách thì phải trách Sở Bắc Tiệp. Hắn không biết trân trọng, không biết yêu quý nương nương, trăm vạn cái sai đều do hắn. Nương nương, người như vậy phải diệt trừ thôi. Nếu không hắn ta, nếu như không giết được hắn, người và ta khó mà sống yên được. Ngươi muốn làm như thế nào?
Theo ta biết, Bạch Xính Đình đã mang theo quân đội của Đại Lương vào kinh. Cô ta muốn cứu Sở Bất Tiệp. Tầm quan trọng của Sở Bất Tiệp đối với Bạch Xính Đình chắc cũng không cần nói nhiều nữa. Quý phi nương nương, đây là cơ hội ngàn năm khó gặp, không được để mất cơ hội này. Ta không cần biết ngươi muốn gì, muốn hợp tác với ta thì phải đáp ứng cho ta một điều kiện. Cứ nói. Ta chỉ muốn Bạch Xính Đình chết thôi.